Tối qua, những thân cây đầu tiên trên tuyến đường Kim Mã, Hà Nội đã được các công nhân tiến hành di chuyển. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, việc di chuyển hàng cây này sẽ chỉ mất khoảng 2 tháng nếu gặp thuận lợi. Theo dự tính, các cây xanh này sẽ được di chuyển về vườn ươm Văn Giang, Hưng Yên để tiếp tục duy trì, chăm sóc, bảo dưỡng. Đây được xem là một việc làm nhân văn của thủ đô. Việc di chuyển cây xanh mặc dù tốn kém chi phí hơn, nhưng đổi lại vẫn giữ được những hàng cây mang giá trị lịch sử.